Vào thời kỳ chiến tranh thì người Pháp, người Mỹ và thế giới đã nhận thức được vị trí yết hầu của khu vực Tây Nguyên với câu nói nổi tiếng: đây là nóc nhà của Đông Dương. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương. Những nhận xét càng khẳng định cho quyết tâm của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh chọn Buôn Ma Thuột là trận mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên. Tổng Bí thư Lê Duẩn nêu vấn đề: chúng ta phải điểm huyệt ở đâu? Và ông đã nói: chúng ta phải điểm huyệt ở Buôn Ma Thuột. Vì sao Buôn Ma Thuột lại được quan tâm như vậy? Nói về vị trí thì Buôn Ma Thuột là thành phố rất năng động khi đứng ngay ở vị trí chiến lược nối liền Nha Trang, Đà Lạt, phía Tây thì giáp với Campuchia, phía Bắc đi Pleiku, phía Nam đi Gia Nghĩa và miền Đông Nam Bộ. Lịch sử đã cho chúng ta thấy được giá trị của Buôn Ma Thuột. Vậy hiện tại Buôn Ma Thuột có những tiềm năng gì để phát triển? Đầu tiên, định hướng của Bộ Chính trị thì đây là thành phố sinh thái và văn hóa. Dự kiến năm 2025, Buôn Ma Thuột sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2035 sẽ là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, là đầu mối giao lưu kinh tế xã hội, văn hóa giữa Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung, đồng thời là cửa ngõ và là đầu mối giao lưu buôn bán hợp tác trong khu vực tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia. Hiện tại, thành phố đang được quy hoạch cơ sở hạ tầng ví dụ như nâng cấp sân bay, cao tốc đi Nha Trang, đường Hồ Chí Minh rút ngắn khoảng cách đi Ngọc Hồi, đi Trơn Thành. Các nhà đầu tư lớn cũng đã đặt chân đến Buôn Ma Thuột ví dụ như FLC, Vingroup, TNT, Tân Hoàng Minh, VN Đà Thành với những dự án đã được thực hiện như khu đô thị Ân Phú, khu đô thị Eco City Premier, thành phố cà phê. Vậy thì cơ hội nào dành cho nhà đầu tư nhỏ khi mà lượng tiền trong tay không nhiều như các ông lớn nêu ở trên? Nhìn về mặt tổng thể thì thành phố đang phát triển về hướng Bắc và hướng Đông. Trước tiên là về hướng Bắc với những cái tên như Etu, Eco City, và khu vực này hiện tại giá đất đã rất cao sau khi được những nhà đầu tư rót tiền về đây. Khu vực hướng Đông thì đang rục rịch tăng giá khi mà hồ thủy lợi E Tam, hồ E Cao, đại lộ Đông Tây được đầu tư, và đây là cơ hội cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể sở hữu những lô đất lớn với một lượng tiền vừa phải. Nói thì nói vậy, nhưng đâu phải cứ đất ở khu vực phía Đông là sẽ tăng giá đâu. Quan trọng là chỗ nào phía Đông mới là vấn đề. Quanh đi quẩn lại, ngó tới ngó lui thì tôi vẫn thấy đất ở khu vực hồ E Cao là đáng mua nhất. Vì hồ E Cao đang là trọng tâm phát triển khu du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột. Đâu phải tự dưng mà đường Hồ Chí Minh, đường Tránh Đông lại đi qua E Cao đâu ạ. Cũng đâu phải tự dưng mà thành phố làm đường đại lộ Đông Tây nối liền từ sân bay đến cổng số 1, rồi khu sân gôn và biệt thự hồ E Cao. Đó chính là mục đích phát triển du lịch nghỉ dưỡng của thành phố. Vậy đầu tư ở hồ E Cao thì rõ rồi. Thế nhưng chỗ nào hồ E Cao lại là một câu hỏi nhức nhối dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì tiền thì ít, thì làm sao mà mua được tất cả đất ở quanh hồ E Cao được.